Hello, chào toàn thể anh em, chào toàn thể các bác đam mê nhé. Hôm nay em lại bày ra là những cái linh phụ kiện để anh em chế cháo độ loại van cricket hộp mở đấy, độ loại van cricket hộp mở đây. Đây là một cái van cricket hộp mở nhé, bản công ty chính hãng em đã tháo tung được tháo rời ra rồi để anh em biết được những cái linh phụ kiện ở trong đó nó có những gì đấy. Thì như trên màn hình của anh em đang quan sát đây, đây là những cái phụ kiện để chúng nó độ lại van. Thứ nhất em giới thiệu cho anh em nào mà mới chơi chưa biết nhé. Đấy, thứ nhất là cái ti xả này, cái ti xả mõm dài đấy, ti xả mõm dài của van cricket nhé. Đấy, ti xả mõm dài đây, đây mõm dài nhé, anh em có thể quan sát đây, cái ti xả này, ti xả mõm nó sẽ dài hơn đây để em lấy nét nhé. Đấy, ti xả độ nó sẽ dài hơn là cái ti xả mõm mõm zin này nhé. Đấy, chưa anh em, nhất là ti xả này. Đấy. Thứ hai là lò xo đĩa Mumbia, lò xo đĩa Mumbia, lò xo đĩa nhập Đức em nhé, lò xo đĩa nhập Đức đây này, đây em để trên bàn nhé. Đấy, tiếp theo là cái pom nhựa pick này, này pom nhựa pick đấy, pom nhựa này, pom nhựa cực kỳ là cứng này, cực kỳ là tốt luôn này. Đấy, pom nhựa pick này, anh em quan sát đây nhé, đây pom nhựa pick đây, đấy pom nhựa pick đây, thì là mình sẽ thay thế cái pom nhựa ở trong đây. Pom nhựa ở trong đây nó là cái pom nhựa thường nhé, pom nhựa thường chơi nhé. Đấy. Tiếp theo là cái đây, cái pom pick ở cái pom pick là cái ở cái trụ điều trụ nó xo đĩa này nhé. Đây trụ nó xo đĩa này, được được chưa nha. Đấy, pom này. Đây này. Pom này. Đấy, cũng cực kỳ là ngon lành. Đấy. Cặp đồng hồ Uema, cặp đồng hồ Uema màu trắng và màu đen. Anh em lấy loại nào cũng được, cặp màu trắng màu màu đen. Tiếp theo là một khoang áp độ nhé, khoang áp độ này. Đấy, các bác nào mà muốn chơi sờ lung xuyên phá đạn to 635 thì mình sử dụng khoang áp độ này. Đấy, và một bộ phụ kiện răng sim thay thế, răng sim thay thế đầy đủ cho anh em là răng sim này, form nhựa này, form nhựa bích này. Đấy, rồi là lò xo, hộp mỡ, đây là hộp sim của van cricket nhé. Đấy, chuyên sửa chữa cho van cricket. Đấy, đây là tất cả những cái phụ kiện để anh em thay thế mà sửa chữa dành riêng cho van cricket anh em nhé, riêng anh em. Anh em để ý kỹ video nhé, em sẽ nói rõ giá cả và những chức năng của cái phụ kiện này nhé. Thì các bác nào muốn chế độ vào cái van của anh em đây, bản thân là cây van đây nhé, van này em đã tháo tung ra rồi, từng bộ phận từng cái một nhé. Đấy, các bác mà muốn thay thế thì là bảo em nhé. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em đam mê chơi là một cái đấy, đây là một cái ti xả mõm dài của van cricket nhé, ti xả mõm dài này. Đấy, ti xả mõm dài này của van cricket này. Ti này thì nó sẽ dài hơn là cái ti ti zin. Đấy, ti zin đây, cái ti xả đây, cái mõm này nó sẽ dài hơn nhé. Đấy, ti xả mõm dài nó có tác dụng là đây, tác dụng là nó sẽ cái mõm của nó dài, nó sẽ ngậm dài hơn là cái quy ấy, quy quân đồ ấy, quy đồng ấy, nó sẽ ngậm dài hơn đấy, để tránh tình trạng mà hơi nó thoát ra nhé, thoát ra hở ra. Đấy, đấy là ưu điểm của ti xả mõm dài chị anh em. Tiếp theo là cái bộ lò xo đĩa này, lò xo 8 đĩa này nhé. Đây, đây là lò xo đĩa, lò xo đĩa ở trên cái trụ nhá, 8 đĩa đây. Đấy, lò xo của nó là lò xo blue, blue đây nhé, blue. Đấy, lò xo là lò xo zin theo cái vàng này nhé. Đấy, lò xo đĩa nó có tác dụng là lò xo đĩa Mumia đây, lò xo đĩa nhập Đức đây. Đấy, Mumia, lò xo đĩa nhập Đức anh em nhé, anh em quan sát đây. Nó sẽ đến nhập Đức thì là nó sẽ đấy, nó sẽ có tác dụng là hồi áp nhanh hơn nhé. Đấy, giúp van hồi áp nhanh hơn, nó sau này cực kỳ là tốt luôn này. Đấy, nó sau này cực kỳ tốt. Thì em báo giá luôn cho anh em là có 8 cái thì em bán là 180.000 bao ship 8 cái nhé, 180.000 bao ship đấy, 180.000 bao ship. Còn cái ti xả này là em đã bán là 100.000 nhé, 100.000 bao ship đấy, là các bác mua lẻ. Đấy, tiếp theo nữa là cái pom nhựa pick ở cái đầu ti xả đây, cái pom này nhé. Đấy, cái pom này, cái pom bên trong đây nhé, anh em quan sát đây, cái pom bên trong của cái ti xả đây nhé, pom này là cái pom thường, còn đây là pom nhựa pick đây nhé. Đấy, pom nhựa pick này em bán lẻ là 30.000 một cái nhé, các bác mua nhé. Đấy, em đang báo giá là báo giá bán lẻ đấy, còn tí anh em mua theo combo thì em sẽ báo giá ngon lành hơn, rẻ hơn. Anh em mua theo combo rất chia rẻ nhé. Đây, còn cái pom nhựa pick này nhé, đây pom nhựa ở cái trụ, ở cái đầu đây, ở cái đầu này được chưa anh em.
Ở cái đầu trụ lò xo đĩa này nhé. Đấy, bom này để cho đây. Khi anh em chỉnh áp nhé, khi anh em chỉnh áp đây. Chỉnh áp, anh em quan sát nhé. Đấy, chỉnh áp thì là cái ốc chỉnh áp nó sẽ chạm vào đây này. Đấy, nhiều khi là nó hay dỉ áp các thứ. Ví dụ hôm trước đang 130, hôm sau là 120 thì là đây, bom này này, nó sẽ nó lún xuống nhé. Đấy, bom bom thường thì nó sẽ lún xuống, nó không được ngon lành như là cái bom bích này nhé. Đấy, bom bích thì em đang bán là đi là một cái này đấy, một cái này là đi 20.000 một cái nhé. Đấy, bác mua lẻ thì là 20.000. Đấy, nó sẽ tránh tình trạng là áp gì hay là áp nó bị thất thường chưa nha. Đây. Đấy. Cặp đồng hồ Uima đây, màu trắng hay là màu đen thì là giá của nó là 230.000 một cặp anh em nhé, 230.000 một cặp. Đấy, cặp đồng hồ Uima 230.000 một cặp cho anh em. Đấy các bác. Lúc nào rõ ràng luôn là rổ giá cho anh em. À, rồi tiếp theo nữa là bán cho anh em là đi đây, bộ này nhá, là bộ gioăng sim này nhá, bộ gioăng sim này chuyên dụng sửa chữa cho van cờ đích két này. Đấy, đây này, nó có gồm có lò xo này, cái bom nhựa ở cái đồng hồ nhá, bom nhựa thường này. Đấy, đây là bom nhựa bích này, cái sim này là cái sim nó tiếp xúc với bình nhá. Đấy, sim là sim van nạp này. Đấy, sim quy đây này. Đấy, còn đây nó có đủ hết cho anh em là những cái sim ở trong đây, anh em để ý giúp em nhé. Đây, nó có đủ hết cho anh em đây nhá. Thứ nhất là cái sim này nhỉ, đấy, sim ở cái đây, sim ở cái ốc chỉnh áp này nhé. Đấy, nói chung là trong cái bộ này nó đủ hết cho anh em, đủ hết cho anh em. À, thứ hai đây, sim ở bên trong cái cục điều áp này nhé, cục điều áp đây nó có một cái sim này nhé. Đấy, có một cái sim này đây. Đấy, sim là ở đây nữa nhé, tiếp nối với bình. Đấy, nói chung là đầy đủ hết cho anh em. Trong cái van này nó có cái sim gì thì là cái bộ này nó sẽ đầy đủ hết cho anh em. Và kèm theo nữa cho anh em đây là cái sim quy quân đô này. Đấy, đối với anh em sim văn lạc nhé, sim văn lạc. À đây, em có luôn văn lạc nhé, xin lỗi nhưng mà có văn lạc để em bỏ ra cho em xíu. Văn lạc cho anh em đây nhé, văn lạc cho anh em. Văn lạc thì em đang bán đây, văn lạc đang bán đây thì là 150 một cặp nhé, 150.000 một cặp văn lạc đời mới nhé, văn lạc đời mới, ok chưa anh em? Đấy, văn lạc đời mới đây, 150.000 một cặp nhé. Đấy. Và cuối cùng đây là một cái khoang áp độ này, khoang áp độ dành riêng cho van cricket nhé, khoang áp độ dành riêng cho van cricket hộp mở. Đấy, khoang áp độ này dành riêng cho van cricket hộp mở anh em nhé. Đấy, khoang cricket hộp mở này. Khoang này thì là nó phi ở ngoài, nó là phi 45, rất chi là rộng luôn. Đấy, bên trong này đã độ sẵn cho anh em là đây, đã độ sẵn cho anh em là cái ti xả mõm dài rồi nhé. Đấy, đã độ sẵn là ti xả mõm dài. Đấy, cái lỗ bên trong là lỗ 3,5 ly, anh em làm mà chơi sờ lung, chơi xuyên phá 635 cực kỳ là chất lượng và uy lực. Đấy, kèm theo cho anh em là một cái khuyên để anh em có thể lắp vào cái khung quân đô đây, khoang áp độ này. Làm inox 304 cực sáng bóng nhé, inox 304 cực kỳ là sáng bóng luôn cho anh em. Đấy, cái giá của khoang áp độ này là 650.000 nhé, 650.000 bao ship, 650 bao ship cho anh em. Đấy, tất cả những sự kiện này các bác nhé, rất chi là rẻ thôi. Anh em nào mua ra combo này, mua ra combo như này thì nó rất rẻ này. Đấy, combo như này này, một cái form nhựa bích này. Đấy, một cái form nhựa chỗ ti xả này, một cái ti xả mõm dài này, một bộ nọ xoa đĩa và một form pick ở cái trụ nọ xoa đĩa. Đấy, được chưa anh em, thì nó sẽ có giá là 300.000. các bác mua lẻ thì giá nó sẽ cao hơn đấy. Đấy, anh em mua combo như thế này về độ này van thì cực kỳ là tốt luôn, hơn là cái van hộp rút của anh em. Đấy, còn bác nào mà có nhu cầu nhé, độ lại van hay mua van độ lại van thì em sẽ độ lại cho anh em nhé. Đấy, các bác nào mua van và độ lại thì em sẽ độ lại luôn cho anh em, được chưa anh em? Rồi, một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm này đến đây kết thúc. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.